Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quần Tâm. Hôm nay là cái ngày khá là đặc biệt với em, bởi vì sau bao ngày chờ đợi để chờ ngân hàng giải ngân thì cuối cùng con xe Trang Long H7 của vị khách hàng rất là quen thuộc của em, anh Lim, đến từ đội vận tải ở Vĩnh Long đã xong xuôi về phần thủ tục xe, giờ chỉ là còn chờ đến cái phần bàn giao thôi. Nó hôm nay thì trước khi mà bàn giao xe, em có một cái clip ngắn để có thể nói về cái việc cái con xe chân lông này, nó cho các bác tài có thể sau khi xem được clip của em có thể thấy yêu thương em thì hãy cho em một like và đăng ký kênh, hoặc muốn mua xe có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hotline 0929 220245, em sẽ hỗ trợ tối đa cho các bác tài luôn. Đó, vay tối đa 75% dựa trên giá trị xe cho các bác tài ha. Đây, mọi người đi theo em nha. Đó, con xe rất là đẹp luôn. Trang Long H7 có thể gọi là đỉnh cao của xe tải các bác tài ạ. Đỉnh cao của xe tải Trung Quốc. Đó, một cái thiết kế mang đậm chất châu Âu. Thật sự là khi mà đối với những dòng xe tải của Trung Quốc, bản thân em thấy á, Trang Long với kiểu thiết kế như vậy nó thật sự nó rất là nịnh người. Tại sao gọi là nịnh người? Bởi vì nó mang một cái kiểu thiết kế nó làm cho người muốn mua xe nha, những đặc biệt là những tài xế á, muốn lựa chọn những dòng xe bốn chân á, muốn lựa chọn những dòng xe bốn chân, khi mà nhìn tới cái diện mạo con xe Trang Long này á, họ lại có như một cái gì đó gọi là một cái sự thu hút đó, một cái sự thu hút để mỗi lần nhìn vô con xe này là chỉ muốn đặt tiền mua ngay thôi. Đó, đặt tiền rồi mua ngay thôi, giống như là cái vị khách hàng ở Tiền Giang của em vậy đó. Đó, ảnh là thấy con Trang Long này là thấy là khoái, là đặt tiền mặt mua hẳn liền luôn. Còn cái anh Lim này là anh đã mua bên em là lần hai, là hai con, là con này là con thứ hai rồi. Nó tin tưởng bên em, thật sự là khách hàng khi mà làm xe lớn á, em cũng ít khi nào gặp khách hàng lắm, họ tin mình đã có sự tin tưởng với nhau rồi, cộng tác với nhau rồi thì làm việc là dựa trên niềm tin, sau đó tiến hành giao xe và bàn giao xe thôi, còn lại chỉ là thủ tục đó. Thật sự chia sẻ với các bác tài là thật sự từ khi bước vào cái ngành sale này tới bây giờ á, cái đôi lúc có những cái áp lực, những cái khó khăn trong lúc làm xe đôi khi cũng nản lắm các bác tài, nhưng mà nhiều lúc để lại mình ngồi lại mình suy nghĩ lại á, mình coi lại những cái clip mà bàn giao xe của mình, thấy khách hàng của mình vui vẻ nhận xe, tự nhiên mình lại có động lực hơn đó. Do đó các bác tài, nếu tin tưởng em, tin tưởng công ty thì hãy đừng ngần ngại, cứ muốn tư vấn về dòng xe tải nào đó thì cứ liên hệ đó, em sẽ hỗ trợ cho các bác tài hết. Thì cách đây khoảng tầm 5-6 năm về trước, việc mà tiếp cận về thông tin các mảng truyền thông để có thể lấy được thông tin con xe, biết được cái chỗ bán xe, hoặc là muốn liên hệ với ai đó để mua xe, tham khảo xe, điều đó rất là khó khăn đó. Kể cả những người bán xe như em cũng phải có gọi là những cái cách như là đi phát tờ rơi, hoặc là đi đến trực tiếp những nơi nào đông người để truyền thông tin, truyền những dòng tiền, quảng bá những cái dòng xe mới, nó rất là khó khăn để tiếp cận. Còn hiện tại thì là YouTube bùng nổ rồi, cho nên là ai nhà nhà đều xem YouTube để lựa chọn cho mình đó. Thì thông qua đó, kênh Quần Tâm Xe Tải của em cũng mong nó sẽ là một nơi để cho các bác tài nào có nhu cầu tham khảo xe có thể lựa chọn, tin dùng và đặt niềm tin ở em để em lấy xe cho các bác tài về ha. Đó thì đây, rất là mong là sau khi không chỉ anh Lim này mà tất cả những khách hàng nào đã tin tưởng công ty cơ khí ô tô của Cường và tin tưởng anh em, sau khi đặt niềm tin và lấy xe sẽ luôn luôn nở nụ cười trên môi ha. Vâng, em xin được cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Rồi, trời ơi là trời, xong xuôi. Anh trai của tôi nè, kiểm tra lại giấy tờ cái nha. Chờ xe mình chạy như mà mẹ chờ con à. Đây, từ từ cho ký này trước cái là anh
tên anh á, anh tôi đã lấy xác nhận nhận xe trên Long H7, biển số là 64H00709. Anh nhận thay cho anh Lê Thanh Liêm là chủ xe. Hồ sơ giao xe bao gồm là một cái bảo hiểm nhân sự, một cái sổ, một bảo hiểm nhân sự đây, rồi anh có lại một cái giấy đăng kiểm, sổ đăng kiểm, một cái sổ bảo hành xe đây Trang Long, với một cái hợp đồng định vị, cái này là hợp đồng định vị, còn cái hợp đồng phù hiệu là chút xíu nữa có một cái là em gửi xuống liền, anh cứ chạy dịch trước, cộng thêm cái biên bản bằng giao xe đây ha, rồi ok đầy đủ, tại vì anh nhận cho nên là anh ký giúp em cái, rồi xong cái này anh cầm về em chụp lại thôi, ký tên anh, cứ mời cái ký tên của anh á. Rồi ok xong, ra nhận xe đi, đi với em còn anh. Vậy thôi, không có gì hết trơn. Khổ lắm luôn. Rồi rồi, đem sách ra cho. Ơi. Ký cho con hai bản cái đi. Lúc này ký cho con hai bản cái này cái. Đi đi đi. Rồi rồi, anh đi qua đây. Rồi. Thôi là làm cái bộ lễ nhẹ cái nha. Ok. đây, em sao? Hôm nay thì là ngày 29 tháng 6 2021 thì em bàn giao cái con xe hai mặt. Anh Liêm là chủ xe thì em bàn giao cho anh để lấy con xe này về để chạy phục vụ cái nguồn hàng của mình, thì là chúc anh á, với nói chung là anh và đội vận tải của anh lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, chạy xe dạng ngàn bình an ha, ngàn ngàn làm hàng quát anh nha, nhớ nha, sau này nếu mà muốn đầu tư riêng liên hệ em nha, nhớ tới em. Ok rồi, ok dạng ngàn bình an nha, chấp xin tấm hình anh trai, chấp tấm hình anh trai. Ok, vậy ha, quay tiếp nha. Đó nè, em anh cầm giấy tờ nè. Đi, xong rồi. Lên test máy cái đi. Từ từ. Cứ ấy đi, cứ bình thường thôi. Ủa, đâu có. Rồi. Nè. Gửi cầm bác sở luôn. Rồi, ok. Anh cứ quay đi. Chú chú. À, rồi. Thử anh. Thử đèn hết đi. Buồn thiệt chứ. Trời buồn nhìn ghê, nhìn nó hết sáng rồi. Hết sáng rồi. Ok rồi đó. Ok rồi đó anh. Được rồi đó. Đèn sáng này đủ hết rồi đó. Qua lại. Xong.